Đâu khó có An Viên, nơi cung cấp những kiến thức về văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh, phong tục, tập quán. Tất cả có 7 phần công đức thì người dương thế được 6 phần, còn cái người qua cố đấy được có 1 phần. Nơi giải đáp mọi băn khoăn, thắc mắc cho các Phật tử trong quá trình tu tập. Chào hai mẹ con. Mời hai mẹ con chạy ngoài ghế. Những hành giả tịnh độ sẽ niệm danh hiệu Phật A Di Đà, nhưng mà trong đó vẫn có hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện. Nơi có những lời khuyên hữu ích để giúp quý vị có một cuộc sống an lạc hơn. Chúng ta vào chùa lễ Phật công đức thì nó bằng cái tâm. Đâu khó có An Viên, phát sóng lúc 20:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh truyền hình An Viên. Nếu quý vị có bất cứ băn khoăn, thắc mắc trong đời sống và tu tập, xin hãy đặt câu hỏi cho chương trình theo địa chỉ email đâu khó có an viên@gmail.com. Đâu khó có An Viên, nơi khởi nguồn tuệ giác.